là như vậy. Thì trước khi đi vào bài thì có lẽ chúng ta có một cái tiết mục là ngày này năm xưa. Nhưng mà không biết là có ai đã nhận. Đây là bức tranh của anh đã chụp vào ngày năm trước. Cái mà muốn bức ảnh này nó sẽ chụp vào lúc 2 giờ sáng. Rất đẹp rồi, nhưng mà nó nhìn và nhìn ở phía sau đó là lúc 2 giờ sáng và trời hơi mưa và sương mù, nó tạo nên một không khí rất là huyền ảo ở Hồ Hoàn Kiếm. Và chúng ta biết rằng là Hoàn Kiếm nó liên quan đến rất nhiều những cái huyền bí, thì bí ẩn mà đến bây giờ thực sự là những nhà sử học bây giờ cũng vẫn chưa tìm hiểu ra được những câu chuyện liên quan đến sự tích của Hoàn Kiếm. Như vậy chúng ta nhìn thấy là cái bức ảnh này nói như vậy và đây là cái rất là thích ý nghĩa rất đặc biệt như ngày tháng một, vừa nó mang cái sự tiếp tục và vẫn còn nhiều các điểm. Bây giờ mọi người sẽ có một giây phút một chút nữa là chúng ta đến một cái hòn đảo mà xa nhất ở đất liền, đây là đảo Phúc Sĩ. Cái đảo này là thuộc cái miền Thái Bình Dương mà tới chưa đến, và nó có đây là nó thuộc về hiện nay là chủ quyền là của Chile, Chile như vậy. Thì nếu ai đến hòn đảo này thì sẽ có một cái di tích rất nổi tiếng mà UNESCO đã xếp hạng. Đó là chúng ta thấy rằng trên đảo này nó có những cái tượng đá. Như vậy chúng ta thấy người ta ước chính là khoảng hơn 800 cái tượng đá ở trên cái đảo này. Và người ta cho rằng là những cái tượng đá này nó khoảng từ hơn 500 năm trước đây, trước nguyên. Cái điều quan trọng là người ta xây có những cái tượng đá mà đặt trên cái bệ đá thì gọi là Apu, mà người ta gọi là Moai. Mặt như vậy, ngày hôm nay mình có chuyện gì dùng đây như vậy. Có phần những cái tượng đá thì được chôn đặt trên cái bệ, thì có những tượng đá được chôn xuống dưới đấy như vậy. Và chúng ta nhìn thấy cấu bề mặt gọi là bề mặt những nhà mũi học, chúng ta nhìn thấy rằng là những hình ảnh mà có những cái mũi rất khác nhau, cái thì to, cái thì nhỏ, như vậy chúng ta đi cận cảnh của chúng ta, chúng ta thấy rằng thậm chí là có những cái mũi mà nó mất cả chóp như vậy. Thế thì cho đến giờ phút này thì người ta cũng chưa hiểu rằng là vì sao năm trăm nước năm năm trăm trước mà những người dân ở đây lại người ta có thể xây được những cái tượng như này khủng khiếp cao như vậy với hình thù khác lạ như vậy, người ta vẫn chưa giải thích được là những cái bí ẩn của ngoài ở trên cái đảo có chuyện như vậy. Rồi chúng ta chưa giải thích vì sao mỗi người ta lại có những người nó lại to lại nhỏ người như vậy, và bây giờ khả năng là nguy cơ khả năng là nấm xâm nhập. Điều đó có nghĩa rằng là có rất nhiều cái chưa rõ ràng, rất còn huyền bí, rất còn rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải khám phá. Và trong lĩnh vực của chúng ta như vậy, nấm mũi xoang là một chủ đề mà vẫn còn rất phức tạp, rất khó, chưa tạo được sự đồng thuận rất nhiều, kể cả trong lĩnh vực về phẫu thuật, kể cả trong lĩnh vực về đột phá. Nói như thế người ta thấy rằng là như vậy, và đây là cái chủ đề này chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta đã nói những cái điều rất căn bản về tổng quan rồi về phẫu thuật, và hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về câu chuyện điều trị bằng thuốc như vậy, nhưng mà tất cả cũng là con người. Người ta sẽ còn chưa có cái gì gọi là xác định vĩnh viễn là nó sẽ là đồng thuận, là như thế này nó sẽ đồng thuận, nó sẽ phải như thế kia. Bởi vậy cho nên là không những là chúng ta mà chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi cái chủ đề này, và chúng ta sẽ ở các hội nghị tiếp theo nữa là mình sẽ đi sát theo những vấn đề về nấm, người ta sẽ điều trị, chúng ta chẩn đoán là sao như vậy. Đây là câu chuyện đó. Về quay trở lại nhắc lại một chút, và thứ hai không trước không tạm dừng, chúng ta biết rằng là nấm sẽ chia làm hai loại, là mũi xoang không xâm nhập và nấm xâm nhập. Báo cáo với lại khoa dược là đây là loại nấm này là loại nấm hoàn toàn chỉ điều trị bằng thuốc và bằng phẫu thuật mà không cần phải điều trị thuốc kháng sinh cho nấm, và đây là loại này là loại là điều trị bằng kháng sinh chống nấm. Như vậy là không có nghĩa rằng là tất cả các nấm ở mũi xoang đều điều trị bằng kháng sinh chống nấm. Như vậy để chúng ta hình dung được như vậy. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai nữa là với những trường hợp viêm mũi xoang xâm nhập gọi là cấp tính, cấp kính có nghĩa là chúng ta nhìn thấy những bệnh nhân trong khoa học chúng ta diễn biến vài giờ, diễn biến vài ngày. Tức là nó chỉ biết một cách nhanh chóng, rất nhanh chóng như vậy. Và như vậy, và nó dẫn đến thậm chí là như thế, bệnh nhân sẽ rất nhanh chóng, sẽ di căn vào chóng mặt, và trong thời tiến triển vào chóng mặt nào. Thế cho nên cái cấp tính thì bệnh người ta dùng cái từ gọi là gì? Thì cái viêm mũi xoang gọi là xét đánh, đúng không? Thì đúng nhỉ? Khủng khiếp với một diễn biến rất nhanh. Trên nền ở những bệnh nhân, ví dụ như trong trường hợp này, là những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, như là bệnh máu ác tính, hoặc là bệnh nhân phải sử dụng các thuốc chế miễn dịch, đối với bệnh nhân là ung thư, hoặc là bệnh nhân là AIDS ở bên trung tâm truyền nhiễm. Và trên những bệnh nhân này thì người ta thấy rằng cái loại nấm hay gặp đó là Aspergillus. Là như vậy. Đây chúng ta hết sức lưu ý là cái nấm này nó chỉ ở trên những cái đối tượng này. Trong trường hợp thứ hai nữa là chúng ta thấy là một đối tượng thứ hai mà chúng ta cũng sẽ gặp
ở bệnh viện Bạch Mai. Lần thứ hai nữa chúng ta gặp như vậy, nó là đúng một cô chúng gặp như vậy, ba đây là ba cái loại chúng ta hay gặp như vậy, thì nó lại gặp ở trên đối tượng thứ hai, đó là trên bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch đại tháo đường. Như vậy là người ta chỉ thấy rằng là ở cái trường hợp mà đái tháo đường giống như bệnh nhân mà chúng ta đang nằm trong khoa chúng ta hiện nay, năm bệnh nhân chúng ta là trên đều là bệnh nhân có bị đái tháo đường, thì nó lại là thâm nhiễm loại nấm này. Bây giờ câu hỏi là vì sao cái loại nấm này nó chỉ trên bệnh nhân đái tháo đường, là học viên này phải trả lời được vì sao cái nấm mô phong này lại chỉ xuất hiện ở trên bệnh nhân đái tháo đường mà nó không xuất hiện trên bệnh nhân HIV/AIDS hoặc là trên bệnh nhân đái tháo đường biết thì trả lời, không biết thì không nào, có biết không? Vì sao cái nấm này nó chỉ ở trên bệnh nhân đại tháo đường? Chưa biết. Học viên ai biết? Nào, có bác sĩ trong khoa mình ai biết? Bác sĩ Linh. Vì sao lại là nấm aspergillus thì lại trên những trường hợp suy giảm miễn dịch, ví dụ như là HIV hoặc là ung thư dùng ở trên miễn dịch hoặc là bệnh máu mạc tính, nhưng mà cái nấm mô phong lại chủ yếu lại chỉ ở trên bệnh nhân đại tháo đường? Biết không? Không biết, ai biết, như vậy. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy các rõ ràng các bệnh phẩm ngày hôm nay, đúng không? Chúng ta có 5 bệnh nhân hiện nay, đúng không? Chúng ta đều 5 bệnh nhân, đều là 5 bệnh nhân tiểu đường. Và 5 bệnh nhân đều là nấm mô phong. Đúng không nào? Chị à? Đây là một nghiên cứu năm 2009, người ta nghiên cứu rằng là vai trò những người mà bị đường máu cao thì nó dẫn đến một tình trạng gọi là oxidative stress, là như vậy. Tức là cái hình dung như là thứ nhất là người ta thấy rằng nếu trong trường hợp mà những cái đường máu mà lớn hơn 11 thì đây là với nồng độ này thì nó là sẽ làm giảm hoạt động của bạch cầu trung tính. Chúng ta biết là bạch cầu trung tính là vai trò của nó với cơ thể và như vậy là bất mãn. Giống như trong những trường hợp khác, chúng ta biết rằng những loại thuốc ức chế miễn dịch, chúng ta biết rằng là ức chế hoạt động của bạch cầu trung tính rất là nhiều. Thì như vậy thấy cái nồng độ này với 11:1 là nó sẽ làm giảm bạch cầu của trung tính. Đây là câu chuyện thứ nhất, như vậy là giảm bảo vệ cơ thể. Nhưng điều quan trọng hơn, thứ hai hơn nữa là gì? Khi mà cái đường máu cao, hàng máu tăng lên và bị tình trạng nhiễm aceton, thì đây là cái môi trường lý tưởng để nấm có phát triển, chứ không phải là aspergillus. Thì đây là mình cũng rất hay vào năm 2009. Mình đặt câu hỏi này, thực ra là trong nhiều ngày vừa mình đi buồn và mình thấy là tại sao cái câu chuyện này là không có nấm aspergillus trên tiểu đường. Đấy là mình gọi là mình tìm hiểu ra, thì khi mình đọc bài báo là mình thấy rằng đây là hai lý do chính mà trên những bệnh nhân tiểu đái tháo đường lại nhiễm. Vì câu chuyện nó rất rõ ràng là chỗ này, nếu chúng ta chưa có như vậy, bởi vì lát nữa thầy cũng sẽ nói là mỗi một loại nấm này aspergillus là một loại kháng sinh và là một loại khác, chứ không phải đã là invasive nấm là cùng một loại kháng sinh khác nhau nhau. Bởi vậy mình phải nhận diện ra được, mình phải định danh ra được là đâu là nấm mô phong và đâu là nấm aspergillus. Các bạn có thể chúng ta chưa có kết quả ngay, nhưng mà trên một bệnh nhân tiểu đường, nếu chúng ta nghi ngờ đến invasive thì chúng ta nghĩ rằng đây là mô phong chứ không phải là aspergillus. Như vậy là với chỉ có hai cái căn cứ vào cái tiền sử của bệnh nhân, cái tình trạng cơ địa của bệnh nhân, là chúng ta có thể nghĩ là đây là mô phong hoặc là đây là aspergillus. Đây là cái tiêu chí rất quan trọng, sàng nhất là học viên em ở các tỉnh, chúng ta không thể trông chờ được như là trẻ có bệnh, người ta đọc giống ở Bạch Mai thì được, do người ta nhận diện như được. Trên nền tảng của bệnh nhân tiểu đường có những cái giảm mạc ở mũi, ở vạch ngăn mũi, khuôn mũi là chúng ta sẽ nghi nhiều đến câu chuyện này. Là chúng ta sẽ đi tận cùng ở Bạch Mai, có thể sẽ đi tận cùng của vấn đề để giải quyết câu chuyện. Thì đấy là câu chuyện vì sao ở mỗi một thể viêm xoang cũng là cấp tính, nhưng mà trên cái cơ địa làm gì khác nhau thì nó sẽ lại là thâm nhiễm những loại nấm khác nhau. Đấy, chúng ta cùng nhìn rõ ràng như vậy. Còn với những trường hợp mà xâm nhập mạng tính, thể thể mạng tính thì người ta thấy là chủ yếu là aspergillus và fumarius. Đấy là đây là cái loại nấm aspergillus, nhưng mà cái dòng này người ta thấy là những cái vụ sang mạng tính. Còn cái dòng này thì ít hơn rất nhiều, như vậy nhưng thấy rằng là những loại nấm chính trong hai thể loại là cấp tính và mạng tính thì chúng ta có thể nhận diện. Hôm trước chúng ta cũng đã nói về vấn đề về điều trị viêm mô xoang mãn tính, thì chúng ta thấy là có những nguyên tắc chúng ta sẽ cho điều trị, chúng ta phải kể cả nguyên tắc về nội khoa, cả nguyên tắc về nội ngoại khoa. Với những viêm mô xoang cấp tính, chúng ta hình dung là chúng ta phải chạy đua với thời gian. Ở đây thái độ xử trí là cấp cứu, chúng ta phải mổ càng nhanh càng sớm càng tốt, và thứ hai nữa là chúng ta phải làm sao chúng ta lấy được nhiều bệnh tích nhất có thể. Như vậy lấy triệt để
những cái tổ chức mà chúng ta nghi ngờ. Nhưng chúng tôi không trước thể dung nói là chúng ta sẽ cắt đến những phần mô nào nó chảy máu. Đó là như vậy, chúng ta sẽ phải lấy bằng được rất nhiều tổ chức động ở mũi có thể để mà chúng ta lấy hết những cái tổ chức đó sang mà nó phân biệt được. Thì đấy là cái nguyên tắc về dịch sử ngoại khoa chúng ta như vậy, chạy đua thời gian coi như đến cấp cứu là chúng ta đã mổ cấp cứu mấy cái như vậy. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng phải áp đặt ngay kháng sinh chủ động là sao sớm nhất, làm sao sớm nhất chúng ta phải đưa được đánh giá vi lăng thận tổng quát thật nhanh thật sớm, gan thận chúng ta đánh giá thật tốt để nhanh chóng chúng ta có thể thiết lập được đưa thuốc kháng sinh chủ động ngay là sớm nhất có thể. Và thứ ba nữa là chúng ta lựa chọn loại kháng sinh nào là có thể cũng sẽ nó thì tùy thuộc vào cái đợt nấm mà chúng ta phải điều trị. Và nguyên tắc nữa là chúng ta phải phục hồi trở lại cái chức năng miễn dịch của bệnh nhân. Thì câu chuyện này đó là câu chuyện rất là cơ bản và lâu dài, không thể nhanh chóng mà chúng ta có thể, nhưng mà đó phải là một cái xuyên suốt, đó là bệnh nền là chúng ta sẽ phải giải quyết cái câu chuyện này. Thì đấy là trong chương trình chúng ta tính là nguyên tắc của chúng ta là như vậy, nội khoa là như vậy, ngoại khoa của chúng ta là như vậy. Đấy là như vậy. Còn với trong những trường hợp viêm mũi xoang mãn tính thì ta biết rằng đây là một quá trình thâm nhiễm nấm kéo dài rất nhiều tháng là như vậy. Thì với của chúng ta có thể đây là gì, chúng ta cân nhắc không phải quá vội vã, đánh giá thật kỹ lưỡng, đánh giá bệnh tích tổn thương toàn thân tại chỗ. Và khi chúng ta phẫu thuật thì chúng ta lưu ý là không phải là chúng ta phải aggressive hết tất cả như vậy, chúng ta sẽ cân nhắc những cái nào mà bảo tồn, những cái nào mà vẫn còn duy trì được cái chức năng của mũi rồi các xung quanh của chúng ta phải bảo tồn, chứ không nhất thiết chúng ta phải cố, chúng ta phải aggressive chúng ta gặp hết đi. Có như vậy thì cái nguyên tắc trong mạng tính là chúng ta phải như vậy. Và thứ hai nữa là điều trị ngoại khoa thì câu chuyện thì cũng chắc hẳn chúng ta đối với những bệnh mạng tính này chúng ta phải dùng dài, chứ không phải là câu chuyện một tuần hai tuần giống như chúng bệnh nhân chúng ta làm việc rất tích cực câu chuyện như vậy đúng không? Và cuối cùng phục hồi chức năng miễn dịch vẫn là câu chuyện căn bản lâu dài. Đấy là ba cái nguyên tắc khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân luôn luôn xuyên suốt cho tất cả những câu chuyện như vậy. Và cuối cùng chúng ta thấy đây là cái bảng tổng hợp tất cả những vấn đề về nấm, thì chắc là sẽ nói với cô Minh một chút ở đây. Ví dụ như cái thể mà hay gặp nhất ở trong tai nạn đây là gọi là thể cầu nấm. Và với cái thể này thì ở trên cái cơ địa bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có suy giảm miễn dịch gì cả. Và các cái triệu chứng ở mũi thì thông thường nó là ở một bên, bệnh nhân bị nghẹt mũi, chảy mũi một bên. Và chúng ta thấy rằng là đây này của và mũi học là những sợi nấm đó accumulate với nhau thành thành những khối trong xoang. Và điều trị hoàn toàn chỉ là bằng phẫu thuật để lấy bỏ cái nấm này đi, và cuối cùng là excellent kết quả rất là tốt. Một trường hợp thứ hai, trường hợp gọi là viêm mũi xoang dị ứng nấm. Trong trường hợp này bệnh nhân trên một cái cơ địa bệnh nhân bị dị ứng hen rồi là viêm mũi dị ứng và cơ địa atopic, mà các triệu chứng nó thông thường là biểu hiện giống như một tình trạng một trường bệnh viêm đa xoang, nhưng đôi khi lại có thể có các triệu chứng ở mắt nữa là như vậy. Và người ta nội bố mẹ người ta thấy các sợi nấm, rồi người ta thấy các cái gọi là những cái chất nhầy mucin, rồi tất cả những chất chúng ta nói về cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Ben và Bull năm tiêu chuẩn chính và các nhiều triệu chứng tiêu phổ. Cái điều trị của cái bệnh này thì đó là phẫu thuật cộng với lại corticoid và cuối cùng là giảm cả. Như vậy những thời gian là cũng là nấm nhưng mà loại này thì lại là không phải có không điều trị chính nấm. Thì đấy là cái loại thứ hai thì đồng cặp trong loại mà không xâm nhập như vậy. Và như vậy chúng ta vừa nói ở đây đó là cái loại mà chúng ta invasive, thì chúng ta thấy rằng là có cấp tính, có mạng tính, có dạng u hạt. Nhưng ta biết là dạng u hạt thì nó không gặp ở Việt Nam, chúng ta chủ yếu ở những như là Ấn Độ hoặc là Sudan, Châu Phi như vậy. Chúng ta chủ yếu là hai loại là cấp tính và mạng tính. Chúng ta vừa nói là cái triệu chứng, ví dụ như là cấp tính đó nó biểu hiện các triệu chứng ở mũi xoang, rồi ở triệu chứng ở mắt, rồi dần mà dần mũi nó. Và chỉ có ăn ba cái thể này chúng ta biết là người ta mới sử dụng kháng sinh chống nấm. Đây là một cái bản tổng kết mà tôi rất là thích nếu các học viên chúng ta nhìn cái bản này chúng ta mới nhận diện được triệu chứng của nó là gì, chẩn đoán nó làm sao, mô bệnh học của nó như nào, phương thức điều trị của nó là và cái outcome của nó, kết quả khi chúng ta điều trị nó sẽ như nào. Đây là một cái bản mà tôi cho rằng rất hay chúng ta áp dụng cho mình. Thì đây là một vài các cái nét cơ bản, những cái nguyên tắc và khi chúng ta nói về vấn đề điều trị về nấm nói chung như vậy. Thì sau đấy phần thứ hai thì cũng sẽ trình bày về vấn đề rõ hơn về vấn đề kháng sinh chống nấm mà chúng ta trong ngày hôm nay.